lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao ấm nào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao khóc. Đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ dù sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà
buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn con thấy
cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhớ con hãy sống thành cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Trước khi bắt đầu nhập quan, con xin đại diện cho trại sản xứ Dù Xe quý chào phó, quý vị trong ban thường vụ, đặc biệt là quý vị trong ban điều hành của nhóm U Polo. Trước hết chúng con đến chia buồn cùng gia đình. Chắc chắn sự ra đi mất mát của cô Teresa để lại một nỗi đau lớn cho gia đình của mình. Nhưng trong niềm tin tưởng cậy trông và Thiên Chúa, như lời của Thánh Francisco Assisi đã nói, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta tin rằng trong niềm tin tưởng cậy trông và Thiên Chúa, thì cô Teresa bắt đầu cho một đời sống mới trong Chúa, một đời sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Vì vậy, trong cái niềm tin cậy trông đó, giờ đây chúng ta cùng quy tụ nơi đây, trước hết là để cầu nguyện cho cô Teresa, để cô mau hưởng nhanh Thánh Chúa và xin Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho cô. Trong điểm khóa thác vào Thiên Chúa như vậy, giờ đây chúng ta cùng nhau bắt đầu nghi thức nhập quan. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mượn lời Thánh Vịnh để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa tương đoái đến người thân của chúng ta là cô Teresa vừa mới qua đời. Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa, lạy Chúa, xin thương nghe tiếng con, dám xin Chúa lắng tai nhầm lời con van này. Linh hồn con trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tôi, Chúa ơi, nào ai đứng vững?
nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con luôn kính sợ Ngài. Linh hồn con trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa, hồn con trông cậy ở lời Ngài, hồn con mong đợi Chúa hơn linh con mong đợi hừng đông. Linh hồn con trông cậy vào Chúa, hơn linh con mong trời rạng đông. Israel hãy trông đợi Chúa, bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel khỏi mọi lỗi lầm đã phạm. Linh hồn con trông cậy vào Chúa. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời không do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước chứ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác của chúng ta và được ở bên Chúa. Vì thế dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe được trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Trong đoạn lời Chúa này, Thánh Phaolô nói với chúng ta rất rõ ràng, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Chắc chắn trong cuộc đời trần thế của cô Teresa, cô luôn ý thức rằng sẽ có một ngày cô phải ra trước tòa án của Đức Kitô để lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu khi đã làm khi còn ở trong trần gian này. Vì ý thức được điều đó, cô tin rằng trong suốt hành trình trần thế, cô không ngừng cố gắng sống chu toàn các trách nhiệm mà Thiên Chúa giao phó cho cô trong cuộc đời trần gian này. Trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm bà, cô cũng cố gắng để chu toàn các trách nhiệm đó, không chỉ là hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục con cái nên người, mà còn cầu nguyện cho chúng và không ngừng kiên nhẫn với những yếu đuối của chúng để giúp cho chúng nên người hơn. Chắc chắn trong vai trò làm vợ, làm mẹ, cô đã cố gắng hết sức mình. Còn trong vai trò đối với cộng đoàn, giáo khu cũng như cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Bình Thuận, chắc chắn cô cũng ý thức được rằng, như chính lời Chúa Giêsu đã nói, mỗi khi các ngươi làm cho những kẻ bé mọn này là các ngươi đã làm cho chính ta. Nhưng trong niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa, chúng ta cũng tin rằng trong cuộc sống lữ hành trần gian này, cô cũng không tránh khỏi những thiếu khó, thiếu sót. Vì thế trong giây phút này, chúng ta cùng cầu nguyện cho cô và xin Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của cô để cô mau hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa rủ tình thương xót, ghé tai nghe lời chúng con nguyện cầu. Xin cho linh hồn tôi tơ Chúa là cô Teresa mà Chúa đã chuyển phải ra khỏi đời này được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi. Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở và biến đổi bóng tôi sự chết thành răng đông sự sông. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn tôi tơ Chúa đang sầu thương khóc lóc. Lạy Chúa, con Chúa, Chúa chúng con,
đã chết để vì Giêsu chết và đã sống lại cho chúng con được sống. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con biết chạy đến với Người, để một ngày kia sau cuộc đời trong qua này, chúng con được đoàn tụ với anh chị em chúng con. Ở đó Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em rất thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta mút chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn nước, bức màn phủ trên mọi nước sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Lạy Chúa là Cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng ôi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa những khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ân nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em rất thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa tiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với người ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành và thánh hóa cho chiếc áo quan này, và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho cô Teresa được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Chúa chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình. Vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa chiếc áo quan này, để thân xác tôi tớ Chúa là cô Teresa được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hương tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Còn kiếp người này không còn được mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai,
sự sống không mất nhưng gì đổi thay. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi khổ ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa. Ơn Chúa. Kính thưa Cha Phó John Bautista, đặc trách giáo khu Phaolô, giáo xứ Bình Thuận. Kính thưa quý vị ban điều hành giáo khu, quý ông bà anh chị em đồng hương báo đáp, đồng hương bản giáp Sài Gòn Thánh Đoan, quý bà con nối xóm, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại. Mẹ con là bà Teresa Nguyễn Thị Xuyến, sau thời gian bị lâm trọng bệnh, đã được Chúa gọi về nơi an nghỉ trong Chúa. Nhưng sự ra đi của bà đã để lại trong gia tăng quyến chúng con một sự mất mát, một sự tiếc thương vô hạn. Gia đình chúng con đã mất đi một người thân, là mẹ, là vợ, người bà thân thương, quý mến của chúng con. Giờ đây Cha Phó đã đến thăm hỏi và an ủi, làm nghi thức phát tang, tẩm niệm và cầu nguyện cho mẹ con là bà Teresa. Con xin được thay lời cho bố con và anh chị em trong gia đình, xin chân thành tri ân, cảm tạ Cha cùng quý vị, quý ông bà cùng như thân bằng quyến thuộc đã đến hiệp thông nghi thức phát tang, tẩm niệm, cầu nguyện cho linh hồn bà Teresa và an ủi gia đình chúng con trong lúc tang lễ với tôi. Thành ra chúng con xin cúi đầu bái tạ. Một điều Chúa sẽ ban
đến chiều. Thank you.
hãy về cùng Chúa. Cuối xin Ngài xót thương, chiếu chan hòa ánh quang, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng. Sau một đời hằng luôn tin chung, xin Cha đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng. Sau một đời hằng luôn tin Chúa, xin Cha đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Kính thưa Tam Quyến, được tin vào Teresa về với Chúa, bản giáp Thánh Gioan đến dâng lời cầu nguyện và chia buồn với tăng gia cùng Tam Quyến. Xin Tam Quyến cùng chúng tôi hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Teresa sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Trở về bụi đất với cho
con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngóc trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho buồn, cũng tàn rụi theo thời gian nóng tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng. Sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đang chốn trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hằng ngày nguyện xin Thiên Chúa của em cứu tha những lỗi lầm để dẫn đưa linh hồn bà TBC vào hưởng vĩnh phúc nơi thiên quốc. Thank you.
ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha, dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa, cho linh hồn tê bê xa được nghìn với đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn tê bê xa cho khỏi tù và được ý yên. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn tê bê xa qua chốn đau sầu. Xin về công nghiệp đức nữ đồng trinh, phải Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng dung đau vô cùng đớn đau. Cha và con cả con cũng thành đạo ra cùng ra đời nhưng tháng đường chưa đầy. Sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tôi xin thân nhận ra để làm tiếng
nuôi con bằng sự tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu, là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người, bàn tay cha dòng sữa mẹ xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà giúp con lấy chân chúa nhận cầu cho linh hồn thế về xa được đến chốn nghỉ ngơi, em thấy mang được chúa trời sáng và vui vẻ vô cùng. Xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đền đáp ơn biển trời ghi khắc trong tim. Xin ơn trên đồ lúc nay sẽ thay mặt gia đình bà Sót đón với sư tòa đến thăm hỏi và ứng cứu như chưa buồn cuộc khẩu và các em cùng toàn thể gia đình, mong rằng Chúa sớm cất tìm hồng thế giới xa tạ với Chúa. Xin là muốn nhận những lời của con đến để cầu xin hôm nay. Để số Maria Rosa con nghe nhiều. Xin cứu rỗi linh hồn Teresa. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhờ Đức Chúa. Cảm ơn như thế là gia đình của An Sót, đại diện gia đình của Sót đã xuống thăm viên nhanh cho bà Nguyễn Thế Hào và Thế Lê Sa để trở về với Chúa. Thay mặt gia đình xin muôn nhà giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm chưa đẹp lòng Chúa, thì lúc này xin Chúa thương
thanh tịnh và sớm đưa bà Teresa về hưởng hạnh phúc tôn nhan Chúa. Ở đây chúng con xin phép bái nhang. Con cảm tạ ơn Chúa.
con người tên danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn người. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Con thay mặt cho gia đình con xin phép cha, con thay mặt cho bà Elisa cũng còn một chút nữa để cảm ơn cha. Cha đã dâng lời cầu nguyện cho bà Elisa, chúng con chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết trông cậy vào Chúa, nhờ vào Chúa và cầu nguyện xin Chúa cả công hội hậu cho nhà chồng, cho quý cha quý thầy được mọi sự lành bàn an và làm phước cho những người gia đình có. Gia đình chúng con rằng con chỉ hơn xin cúi đầu bái tạ. Thank you.
và cầu nguyện cho bà. Xin Chúa ấy đón nhận những lời cầu nguyện để mau đưa bà Teresa về nơi dưỡng nhan tôi này Chúa. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa bôi ba loài nghe anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm Đức Kitô sống lại từ cõi chết và sẽ được thân xác yếu hèn của chúng ta cũng được phục sinh như người. Vậy chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chi thái, nhờ vi danh thánh tài, chúng con sẽ cùng Cha cùng được mai táng với Đức Kitô và cùng sống lại với người. Xin cho chúng con được vào đời sống mới, để sau khi chết chúng con được sống lại với người. Chúng con cầu xin Thiên Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi khổ. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Teresa. Xin Chúa nghe lời chúng con thân cầu, đưa linh hồn Teresa qua chốn đau sầu. Xin vì tâm nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng con thân cầu, đưa linh hồn Teresa qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp tương tứ đồng trinh, Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung đau vô cùng đớn đau. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Đang thay mặt gia đình không quản đường xa xa xôi, các cháu đã hy sinh xuống để cầu nguyện cho các tê đê xa của các cháu mới được Thiên Chúa gọi về. Ta dâng lời cầu nguyện tiếng khác để dâng lên Thiên Chúa. Thiên Chúa đón nhận những lời cầu nguyện của các cháu để các tê đê xa mau thể ơn đã Chúa. Cảm ơn các cháu.
trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi lại van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Mắt tôi chan chứa dòng lệ thầm ngứa trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tôi tâm tất hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi lại van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trốn có lòng hối cải. Xin tôi vương đưa linh hồn Teresa chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúng con gãy vì thanh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được nên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng mai vui vẻ vô cùng. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn Teresa qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng chí mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng luống đau vô cùng lớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn Teresa qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng chính và Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng luống đau vô cùng lớn đau. Nên Cha và Con và Thánh Thần thánh nhân. Chúng con chỉ còn được thân thưa với bà Teresa qua lời cầu nguyện mà thôi. Kính xin mọi người cùng hiệp ý. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe đời con. Chúa thiên tha nài van vì đời con lắm phen đã không tròn đời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ đi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa, sẽ quên tháng ngày, tuổi xuân tròn dài. Đây con tìm dương máu, tâm thân gầy heo, tình có nương ngờ. Con xin dâng lên Chúa, cũng
Vậy trong cảnh đau thương này, chúng ta hãy đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa mà tha thiết nguyện xin. Chúa đã sai Thiên Thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Xin cho chúng con thêm vững lòng cây tin trong giờ phút đau thương này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bà Teresa đây đã được Chúa cho sinh ra làm con Chúa nhờ bí tích Thánh Thầy và được Chúa lấy thịt máu con một Chúa mà nuôi dưỡng. Giờ đây, bà Teresa được hưởng hạnh phúc trên nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con thấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Amen. Mẹ của chúng con đã được Chúa gọi về. Trong lúc ta đang cầu phong được ông và được bà và các anh chị đến chia buồn và dâng lời cầu nguyện cho mẹ của chúng con, thay mặt bố và các em xin quý tạm gia đình chúng con xin cúi đầu và đã. Sống lòng Chúa thương xót cũng là lời anh chị anh Thiệu cùng cộng tác với chúng con trong các thời gian qua báo buồn bà đã về với Chúa. Anh em chúng con về đây trước hết thân yêu cùng gia đình tang quyến mời quý vị đại diện cho đoàn dân vòng hoa trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài bà Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thầy Chúa xin ban cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Thầy Chúa xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi tù ngục và đường đi yên. Amen.
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Cho riêng người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Nghe tin xa và con đang kính thưa quý đồng bạn, anh chị em trong nhóm bảo vệ sự sống lòng Chúa Giêsu sống, mẹ của chúng con đã được Chúa mời về trời trong niềm tiếc thương vô hạn. Ông bà anh chị em trong nhóm bảo vệ sự sống lòng Chúa Giêsu sống đã đến thăm hỏi và dâng lời cầu nguyện cho mẹ của chúng con. Gia đình chúng con xin cúi đầu thái tạ. Hãy
lời ca
cả hàng ngàn dân tôn hô. Tôi thật vinh phúc từ chốn nguyên hình ngũ tôi vọng tiếng bao linh hồn khóc than lễ thành kính dâng mẹ nhân nay. Nguyện mẹ thương nghe đoàn con gái thiết tha ban lại từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm mù hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quên lãng nào biết trang chân người nhớ thương. Mẹ sầu rưng rưng mở đôi mắt lửa hồng bao đêm ngày lung lâu đớn đau ôn lường nàng đôi yêu phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên hòa cao sang cùng mẹ oán ta tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Thần ra xưa còn đi dấu mẹ đến dâng con một bên yêu. Tôi cho gian trầm xa lắm ngày giờ để xin mẹ thương cứu với bao linh hồn. Và bên xa là mẹ của chúng tôi đã được Chúa gọi về trong thời toàn các phương thương đã được các bạn đến chia sẻ nỗi buồn cùng tăng hương. Gia đình chúng tôi xin cúi đầu bái tạ. Chúa đã cất lên và mời cô về với Thầy. Đây là thời khắc mà người đời gọi là chết, là hết, là hóa hư vô cho một con người. Nhưng không, với tất cả những người tin vào Đức Kitô phục sinh như cô, như chúng con, thì xác tín như lời Thánh Nữ Teresa hành động Giê-xu rằng: tôi không chết, tôi bước vào cõi sống. Xin gia đình hãy cùng chúng con xác tín niềm tin đó bằng lời cầu nguyện cho linh hồn Teresa ngay sau đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Cầu xin Chúa thương cho bà Teresa của chúng ta đây được thăm phần nơi các thánh của Chúa trên thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Bà Teresa đã được nước mình Thánh Chúa là bánh ban sự sống đời đời.
chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bà Teresa được sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha ban ngày, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì muôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu ngay linh hồn Teresa cho khỏi tù mục mà được nghỉ yên. Amen. Bà Teresa là mẹ của chúng con. Tôi là người thân luôn thân luôn của gia đình đã được Chúa gọi rồi. Trong lúc đau buồn, tang thương, được các bạn đến chia sẻ, dâng lời cầu nguyện cho bà Teresa. Gia đình cũng biết nói hơn, cảm ơn sự hiện diện và dâng lời cầu nguyện của các bạn. Gia đình cũng thân xin kính cầu các bạn. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ giữ phần phúc lòng cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu, vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ
Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn về nơi xa qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn về nơi xa qua chốn đau sầu. Xin vì tâm niệm đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung đau vô cùng đớn đau. Kính thưa Tam Giao và Tam Quyến, được tin Chúa gọi bà Teresa về với Chúa, chúng tôi ban điều hành đồng hương báo đáp Sài Gòn xin thay mặt cho toàn thể bà con đồng hương báo đáp Sài Gòn đến đây chia buồn cùng Tam Giao Tam Quyến và xin Tam Giao Tam Quyến hợp ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Teresa sớm về được hưởng hương nhang thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thắm vía hồn con, ban xuống cho con lòng ân tràn chứa, trao rồi cho sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy nguyện xin cho linh hồn Teresa anh em của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt đủ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, niềm mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên an. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Amen. Giêsu Maria Giuse, con biết điều, xin cứu đôi linh hồn Teresa. Lạy Mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin mang
Chúng con cậy vì danh Chúa
trọng kính đồng hương tình hương hòa. Nhận được tin bà Teresa, các quý vị đã đến để dâng lời ca tiếng hát. Tôi xin đại diện cho An Gia Tam Quyền nguyện xin Thiên Chúa người ta rất giàu lòng thương xót, xin cho quý vị được khỏe mạnh, ngày càng phát triển của hội đồng hương gia đình tin đại thần. Thank you.
thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cộng đoàn dân Chúa, quý ông bà anh chị em, những người thân yêu trong gia đình Tam Quyến, chúng ta quy tụ nơi ngôi nhà thân yêu của bà trùm Teresa. Chúng ta chia sẻ nỗi mất mát với gia đình Tam Quyến và cùng hiệp ý để dâng lên Thiên Chúa hy tế thập giá của Đức Kitô. Xin Thiên Chúa vì lòng thương xót, vì máu và nước của Chúa đổ ra trên thập giá, tẩy rửa và tha thứ những lỗi lầm thiếu sót cho bà trùm Teresa, để bà được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta được hồn an xác mạng, để được phụng thờ Chúa và qua đó tiếp tục hy sinh để mưu ích cho các linh hồn. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, sau cái chết chính mình, Chúa có thể ban sự sống. Xin đại thoa tôi tớ Chúa là bà trùm Teresa khỏi mọi tội lỗi, để kẻ đạo tin vào sự phục sinh của Đức Kitô con Chúa, trong ngày sống lại cũng được hợp đoàn với Chúa trong vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ. Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch của tuổi già. Người nằm đẹp lòng Thiên Chúa được Chúa mến yêu, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy được cất đi, kẻo sự tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn, và sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn nốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức khôn ngoan hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Chúa Giêsu biết Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến gặp Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi ở nhà. Martha thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ con biết Thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy." Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại." Martha thưa: "Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại." Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Martha đáp: "Thưa Thầy, vâng, con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng đã đến trong thế gian." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý ông bà, anh chị em thân mến, ngôi nhà Bethania, một tên gọi rất thân thương, một cái tên rất gần gũi với Chúa Giêsu, bởi ngôi làng này có một ngôi nhà, có 3 chị em, Martha, Maria và Lazaro. Trong các cuộc hành trình truyền giáo, loan báo tin mừng, Chúa Giêsu đi từ miền Bắc Galilee
xuống miền Nam, bà chắc chắn phải đi qua ngôi làng Bethania này. Và mỗi lần Chúa Giêsu đi qua ngôi làng Bethania, Chúa đều ghé bảo thăm nhà cô Martha, Maria và Lazaro là bạn của Chúa. Chúng ta mới mừng lễ Thánh Martha, Maria và Lazaro cuối tháng 7 vừa rồi. Các bài tin mừng liên quan đến chị em nhà Martha, ngôi nhà thân thương Bethania, để lại cho chúng ta những ký ức thật đẹp về những cử chỉ, lòng tốt bụng, sự hiếu khách của ba chị em. Mỗi lần Chúa Giêsu dừng chân và ghé vào ngôi nhà này, Chúa đều được thiết đãi ân cần. Những bữa cơm, những chén nước, những chỗ nghỉ ngơi, đó là những điều mà có thể nói tối thiểu các chị em của Martha làm được cho Chúa Giêsu. Riêng cô Maria thì tâm lý hơn nữa, cô hiểu được Chúa Giêsu đang cần gì. Cô ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Chúa giảng dạy, và cô quyết tâm không để bất kỳ một lời nào từ môi miệng của Chúa Giêsu phán ra mà trở nên vô ích. Các chị em đã tiếp đãi Chúa Giêsu để mà Chúa Giêsu và các môn đệ có chỗ dừng chân, để mà thêm sức lực để sau một cái cuộc hành trình dài nghỉ ngơi, mà qua đó tiếp tục lên đường. Và rất là nhiều lần như vậy, ngôi nhà Bethania, ba chị em đã trở nên rất nghĩa thiết với Chúa Giêsu. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng kể về câu chuyện Chúa Giêsu quay trở lại làng Bethania và ghé vào nhà chị Martha. Nhưng lần này Chúa ghé vào không phải là để dừng chân, để mà ăn một bữa cơm hay nghỉ qua đêm hay là để uống một chén nước. Nhưng mà lần dừng chân này Chúa Giêsu đến để cốt yếu chia buồn với cô Maria và Martha về sự qua đời của bạn Chúa là anh Lazaro. Cái kiểu như chúng ta bây giờ vậy, đến đây để chia buồn với nỗi mất mát của gia đình ông trùm Thục vì sự ra đi của bà trùm Teresa. Đức Chúa Giêsu đến để an ủi chia buồn, nhưng mà vượt ra khỏi một cái tình cảm bình thường giữa con người với nhau để chia vui sẻ buồn, thì là cả một sự hiện diện Thiên Chúa làm người ở cùng gia đình. Bởi vì khi Chúa Giêsu đến hiện diện, không còn chỉ là chia buồn mà Chúa tuyên phán, mặc khải một tín điều mà có lẽ cả ngàn đời sẽ phải nhớ ơn chị Martha. Đó là tín điều Chúa Giêsu là chủ của sự sống và sự sống lại. Cho dẫu người có chết mà tin Chúa thì cũng được sống lại. Cho dẫu người sống có tin Chúa bằng Đức Kitô thì không phải chết một đời. Chúa đã tuyên phán với chị Martha và mời gọi chị mở rộng cõi lòng để tin vào chân lý này. Và Martha đã thưa một cái câu tuyên xưng chúng ta đã nghe: lạy Thầy, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đấng đã đến trong thế gian. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng là Chúa Giêsu hiện diện ở nơi ngôi nhà Bethania này để ban lại cho chị Martha chân lý của sự sống lại. Và ngay sau đó Chúa Giêsu làm một cái dấu lạ là Lazaro hãy ra khỏi mồ, cho dấu anh chàng này đã được an táng 4 ngày, thế mà người chết vẫn đứng dậy đi ra, mình còn quấn băng vải. Đó là để muốn chứng minh Ngài là chủ của sự sống và là sự sống lại. Như vậy thì lần ghé thăm của Chúa Giêsu dịp này là để chia sẻ nỗi mất mát, nhưng mà còn là để chứng minh cho tất cả mọi người hiện diện
Ngài là chủ của sự sống và là sự sống lại, một tín điều mà người Công giáo chúng ta buộc phải tin, và tin cho đến hơi thở cuối cùng nếu như chúng ta muốn được sống lại cùng với Đức Kitô. Quý ông bà anh chị em thân mến, ở tại ngôi nhà này chắc chắn chẳng phải là ngôi nhà ở Bethania, nhưng mà ngôi nhà này chúng ta cũng có thể tin tưởng và nói với nhau rằng có rất là nhiều lần Chúa Giêsu đã đi ngang qua đây, và Chúa Giêsu cũng đã từng ghé thăm nhà này để chia vui sẻ buồn với mọi biến cố của gia đình của ông bà chồng. Qua bữa cơm, qua sự thân mật, qua sự đón tiếp, cái cách riêng mà bản thân tôi cảm nhận được ở nơi ngôi nhà này, cũng có nhiều lần tôi đã vào đây được ông bà chùm đón tiếp một cách nồng hậu. Và không phải chỉ riêng cá nhân tôi còn nghe rất là nhiều thầy, nhiều cha cũng đã từng đến đây. Có lẽ một cái cách nào đó ông bà chùm tiếp đãi những người đại diện của giáo hội, những người thay mặt Chúa, và chúng ta tin đó cũng là một cái sự viếng thăm của Chúa Giêsu, hay nói đúng hơn là cả những khách hàng làm ăn, hay có thể nói bạn bè lối xóm, mọi người xa gần đến thăm ngôi nhà này, từ việc đọc kinh cho đến việc mà gọi là giao lưu tình bằng hữu. Chúng ta cũng vẫn có thể nói đó là những cuộc gặp gỡ mà Chúa Giêsu đến thăm. Và hôm nay, giờ này, chúng ta lại một lần nữa biểu lộ lòng tin, Chúa Giêsu lại đến đây để mà thăm viếng ngôi nhà này. Không phải là để mà uống nước hay là để đón tiếp như những lần khác, mà lần này Chúa Giêsu đến đây hiện diện thật sự và đích thực nơi bàn tiệc thánh thể này, trong thánh lễ này. Một mặt Chúa muốn an ủi gia đình tang quyến, ông trùm, các con, các cháu, những người họ hàng thân tộc về sự ra đi và mất mát của bà Teresa. Chắc chắn Chúa ghé thăm, Chúa an ủi bằng thánh lễ này. Mọi người hiện diện nơi đây cũng đến đây trong hình hài của Chúa Giêsu ẩn thân trong từng người, cũng đến như là một sự chia sẻ nỗi mất mát của gia đình, và Chúa hiện diện cho mọi người. Nhưng một cái điều mà chúng ta có thể tin chắc và vượt xa hơn nữa, đó là trong thánh lễ và trong bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành nơi đây, Chúa Giêsu lại một lần nữa tuyên bố về một cái tín điều: Ngài là chủ của sự sống và là sự sống lại. Để ai tin vào thánh lễ này, ai tin vào Chúa Giêsu bằng tất cả tấm lòng thành, trong đó có ông trùm, họ hàng, thân tộc và mọi người chúng ta, biểu lộ và xác quyết niềm tin sự hiện diện của Chúa nơi đây: Ngài là chủ của sự sống và là của sự sống lại. Ngài sẽ tuyên phán bà Teresa hãy sống lại. Và Chúa đến đây để mà làm cho tất cả mọi người chúng ta một niềm an ủi, một niềm tin tưởng Chúa sẽ cho bà Teresa sống lại. Dĩ nhiên trong đức tin là trong ngày sau hết, nhưng tại giây phút này, nhờ thánh thể của Chúa và nhờ thánh lễ, một lần nữa Chúa chịu chết mà tội lỗi, những thiếu sót của bà được thanh tẩy, được thứ tha. Và đó là cái cơ hội để mà Chúa ban cho bà sự sống vĩnh cửu. Phần còn lại tất cả mọi người chúng ta, chúng ta xin Chúa cho chúng ta là con cái của Chúa, cho dẫu cuộc đời khó khăn vất vả hay đau ốm bệnh tật thế nào, nhưng niềm tin của chúng ta gắn chặt vào Chúa Giêsu và tuyên xưng Ngài là chủ của sự sống và là sống lại, là nền tảng, là chỗ dựa, là sự vững chắc để giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn gian khổ. Và cũng đó là điểm tựa để mà Chúa ban cho chúng ta
sự sống đời đời. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà Teresa, bà Trung và cho mọi người chúng ta được tình yêu, được sự sống của Đức Kitô ở cùng chúng ta. Chị em hãy cầu nguyện đây, lợi của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với thánh cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con đại xin Chúa dùng những hy lễ này mà rửa sạch linh hồn tôi tớ Chúa là bà Trùm Teresa trong máu Đức Kitô, để kẻ đã được Chúa thanh tẩy bằng nước rửa tội cũng được Chúa không ngừng làm cho nên tên sạch nhờ ơn tha thứ và lòng từ ái của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hậu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang bài đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã đoái thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra bà trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Ta Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cầu bằng an rất đặc biệt cho bà Trùm Teresa, người con Chúa hôm nay đã lìa cõi thế. Xin cho người con được chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Teresa và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thực người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, khi Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về các bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ sẽ có thương, xin xót thương con người vượt sâu. Tháng năm qua chân thế hao huyền đã hôn con trong mê đắm buồn, hôm nào ra đi vì biệt đời lần tư an vui hay gần người. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ giữ phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời mà hôn con như quên lãng từ lâu. Trăm năm qua đi có là hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tìm đưa người xót phần đơn côi. Lạy Chúa nhân từ xin xót thương, xin xót thương con người vượt sâu. Vì tháng năm qua tương lai là làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Con lòng nhớ hình bóng mẹ đến phố xa, hình bóng mẹ chẳng phải nhỏ, trong lòng con thương nhớ mẹ. Con vẫn biết phút mẹ về trời cao là khi hương phúc rạt rào, mà sao con vẫn nghẹn ngào. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa giúp tình xót thương cho mẹ con sống trên thiên đường. Chàng tình thương, chính Chúa đã dạy thơ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đón con sống vui một nhà. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa được minh tích ba sự sống và bô dương, chúng con đảnh xin Chúa cho linh hồn người chị em chúng con là bà chùm Teresa đã được Chúa cho tham dự bảo giao ước của Chúa khi được tay sạch nhờ quyền năng của bí tích này, được muôn đời hướng bình an của Chúa Kitô, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Nhân dân cha bà con và thánh thần, Chúa cùng anh chị em, cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trong rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ô con ngày đêm, lòng thân sao khổ. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Mời ca đoàn. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời. Hãy cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Teresa. Nhân dân cha bà con và thánh thần. Kính thưa cha Giuse giáo xứ Bình Thuận hạt Bình An, nay là cha Tân Chánh xứ giáo xứ Bùi Phát hạt Phú Nhuận. Kính thưa quý ban điều hành cũng như bà con trong giáo khu Phaolô, quý bà con đối xóm, quý bà con đồng hương báo đáp và quý thân bằng quyến thuộc nội ngoại, bà Teresa đã được Thiên Chúa gọi về an nghỉ trong Chúa. Về con mắt đức tin thì bà đã hoàn tất 65 năm cuộc hành trình nơi dương thế để Chúa cho bà được an nghỉ. Nhưng về mặt trần thế thì sự ra đi của bà cũng đã để lại cho tang gia tang quyến một sự mất mát, một sự đau buồn thương tiếc. Hôm nay với tình yêu thương, cha Giuse đã về dâng thánh lễ để cầu nguyện cho bà Teresa cũng như là an ủi tăng gia tăng quyến chúng con, cùng với quý ca đoàn, quý bà con thân bằng quyến thuộc, bà con nối xóm cũng đã về cùng nhập dâng thánh lễ để cầu nguyện cho bà Teresa. Xin được thay lời cho con cháu trong gia đình, xin chân thành cảm ơn cha và toàn thể quý ông bà. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống trên cha cùng toàn thể quý vị. Xin cảm ơn.